hát của Nguyên Duy, một ca sĩ trẻ của chúng ta. Và cô Như Hảo cũng cảm ơn Nguyên Duy đã gửi đến cho đài CD Mãi Mãi Bên Em. Mãi mãi bên em nhưng mà vẫn phải hát một mình, đúng không ạ? Ao để cho mấy cái này lên. Bớt một cái chợ mấy cái cần thiết của mình này, sang tiệm ngồi thu này, có thì được, không có thì thôi. Vô chợ rồi phải không?